Có bác nào muốn tìm một cái massage chân VIP đời cao, chất lượng còn tốt, hình thức đẹp, nhưng mà tìm mãi chưa thấy không ạ? Hôm nay em Sơn sẽ giới thiệu với các anh chị và các bác một cái máy massage chân. Cái con này thì nó là hàng đấu giá, hình thức còn rất là đẹp. Đặc biệt nữa là nó lại là một cái thương hiệu nổi tiếng của hãng Fujiryuki. Đây là một cái thương hiệu rất là có tiếng, Fujiryuki. Cái hãng này nó chuyên sản xuất ghế và các thiết bị chăm sóc sức khỏe. Các bác nếu mà quan tâm đến ghế thì có thể biết ngay cái hãng này là cái hãng chuyên sản xuất thiết bị chăm sóc khỏe và sản xuất ghế mà nó nổi tiếng hàng đầu trên thế giới hiện nay. Đấy, Fujiryuki nhá. Hình thức đây, hình thức của mọi người có thể xem này. Nước sơn còn rất là bóng nhé, sơn nguyên bản của máy đấy, không chứ không phải là sơn lại hay như thế nào đâu. Đây này, nếu nguyên bản của nó, cái sơn của nó rất là bóng và sắc nét. Đấy, rất đẹp. Con này cái đặc biệt của nó là nó có con lăn lòng bàn chân này, con lăn lòng bàn chân, rồi là các cái gai nó bấm vào cái lòng bàn chân ấy, rất là sướng. Và ở bên trên này nó bóp là nó ép vào bằng hệ cơ, nó ép bằng cơ nhé, tiếp xúc với chân mình nó bằng những cái quả bóng khí và cái phần nhựa cứng. Nên mình đút chân vào cảm giác nó bóp nó rất là đã, rất là sướng. Con này phù hợp với những người nào mà hay bị đau chân hoặc là tê buốt, hoặc là bị các cái chứng về chân như là xương khớp chẳng hạn, xương khớp hoặc là đau nhức thì sử dụng cái con massage chân này rất là thích. Những cái bác mà có tuổi rồi thường hay bị đau chân thì mua cái sản phẩm như thế này thì sử dụng rất là tốt. Ở bên dưới đây, dưới này nó nguồn nhé. Cái con này nó có 6 chế độ. Cái chế độ đầu tiên cái đây là chế độ thủ công này nó có 3 bài nhé. Lúc đầu tiên là nó chậm, 2 trung bình, lúc thứ 3 là nhanh, 2 thủ công. Còn sang bên đây là chế độ tự động, 3 chế độ tự động. Chế độ tự động này nó bóp có lúc nhanh, có lúc chậm. Ở bên dưới lòng bàn chân này, dưới lòng bàn chân này mọi người có thấy này, nó cuồn cuộn ở dưới lòng bàn chân này đấy. Nó mấy dàn con lăn cơ, cả đằng sau cả đằng trước này, xong là nó có cả cái cảm giác nó vuốt như kiểu là cái ngón tay mình vuốt này ở dưới lòng bàn chân đấy, rất sướng. Đây nó đang chạy cuộn cuộn ở bên dưới nhé, mọi người thấy nhé. Đấy, con này hàng VIP dùng sướng cực kỳ luôn. Các bác nếu mà đi tìm những con nội địa của Nhật mà hàng VIP hàng đẹp này không, trên thị trường không có nhiều đâu, gần như là không có, rất ít, chủ yếu là những con hàng bãi, hàng xấu thôi.
hình thức gì rất là đẹp. Sử dụng điện 100V. Sách hướng dẫn sử dụng của con này cũng còn nhé mọi người nhé. Mà bác nào mà mua thì em sẽ tặng luôn cái cuốn sách sử dụng của nó. Con này shop em đang bán với giá là 6,5 triệu. 6,5 triệu là giá đó là có bao ship nhé, bao ship toàn quốc luôn. Hai bên cánh gà này nó ép vào chân sướng lắm mọi người ạ. Nếu mà trong quá trình sử dụng mà nó bị mất điện đấy, thì mình có thể lật nghe lên để xoay đấy, xoay cái này để tác dụng là nó nhả cái chân mình ra đấy, nó người Nhật họ tính cái độ an toàn rất là cao. Cái con này nhá, nó vừa là cái tác dụng là khóa an toàn, vừa là tác dụng là thoát nhiệt này, ở trong này đấy, nó có cánh quạt này. Rất hay. Bác nào mà thích cái mẫu này thì điện cho em Sơn nhá. Có số điện thoại là 0964 480 666. Và bác nào chưa đăng ký kênh thì vui lòng bấm đăng ký kênh để ủng hộ em Sơn, và cũng là để theo dõi luôn những cái sản phẩm đặc biệt, những sản phẩm thú vị tiếp theo em Sơn sẽ đăng nhé. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Xin chào và hẹn gặp lại.